Vâng, xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tokyo Camera. Thì cái intro các bạn đã thấy đúng không? Mình vừa có một cái khoảng khắc stop motion. Thì nhắc đến stop motion thì chắc là anh em làm phim thì đã quen thuộc với cái stop motion này rồi. Tuy nhiên thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em làm stop motion cực dễ với chiếc One X2 này. Bây giờ thì bắt đầu thôi. Ok, thì đầu tiên điều anh em cần chắc là không phải chắc nhiều, One X2 và chiếc gậy Invisible này. Cái này thì là combo có sẵn rồi, chắc anh em không lạ trong mấy cái video gần đây mình giới thiệu. Thì tiếp theo là anh em phải làm gì? Đơn giản thôi, anh em hãy set cho mình cái One X này về chế độ 360 và chuyển nó về quay là 5.7K. Và tiếp theo đến thì là anh em kéo hết gậy ra, thì mình đã kéo hết rồi đó. Và tiếp theo đến là đưa cái gậy này lên một góc khoảng tầm đâu đấy 30 độ đi, mình cứ cho là tầm 30 độ. Và mọi người hãy giữ ở bên cái tay mà anh em thuận nhá. Ví dụ như mình thuận tay phải đó, thì mình sẽ để bên này. Và anh em phải giữ nguyên cái góc, ví dụ như mình đang để cái góc như thế này. Đấy, ban đầu mình để góc như thế này. Thì khi mình đi ấy, mình sẽ phải để nguyên. Đó, anh em cứ phải giữ như này, mặc dù hơi mỏi tay tí nhưng mà thôi, anh em cố gắng để có cái xuất hình đẹp. Đó thì tùy anh em để tay nào cũng được. Ví dụ như để thế này cho đỡ mỏi chẳng hạn. Đó. Còn bây giờ thì tiến hành thôi. Sẽ quay này. Ok. Thấy nhá, và giữ nguyên cái góc này. Và mình sẽ để thế này cho nó hơi dị tí. Ok, và bây giờ thì anh em hãy bắt đầu đi. Đó, cứ đi thôi. Đó. Anh em cứ đi bao nhiêu tùy thích nhá. Cứ di chuyển thôi. Chiu. Ok, và mình thì demo một đoạn ngắn ngắn hết thôi. Và công việc tiếp theo là chúng ta sẽ edit bằng trên điện thoại. Và làm như thế nào thì bây giờ tiếp tục thôi. Ok, và bây giờ thì tiếp theo là đến công đoạn là edit trên điện thoại. Thì như anh em đã biết rồi, mình chắc chắn là sẽ dùng Insta360. Và tiếp theo đấy thì anh em hãy kết nối cái điện thoại của mình vào với cái One X. Và sau khi mà đã kết nối xong thì đây, mình đã có những cái sản phẩm của mình ở đây rồi. Và bây giờ thì tiếp theo đến là anh em sẽ chọn vào cái file mà hôm qua anh em đã quay. Bây giờ thì trước hết thì sẽ phải vào cái phần đó chính là cái Story. Đó, và anh em hãy vào cái phần kéo xuống cho mình, tìm đến là phần Stop Motion, đây. Đó. Ở đây thì nó sẽ có hướng dẫn cách sử dụng như cách quay ở trên này luôn. Nếu như anh em nào mà không biết thì có thể xem lại ở trên này, hoặc là xem cái video của mình vừa nói xong. Tiếp theo đấy thì anh em sẽ sử dụng cái là Exit Zoom. Đó, anh em ấn vào đây. Và chọn đến cái phần video mà anh em đã quay. Thì bây giờ mình sẽ đi tìm xem là cái video hôm qua của mình quay là nó ở đâu. Ok, và đây chính là cái video mà hôm qua mình đã quay. Và bây giờ thì hãy ở đây nó ghi là Select Working Target. Thì bây giờ mình sẽ cho nó chạy để xem là như thế nào. Đó. Đây, ví dụ như ở đây. Rồi, ok. Thì bây giờ anh em hãy giữ vào cái người, giữ cái phần người của mình này. Thì nó sẽ bắt đầu nó ghi theo. Đó, và bây giờ thì nó cứ ghi. Thì bây giờ mọi người phải đợi cho nó ghi xong thôi. Ở đây thì nó có cái phần ghi đây thì ít nhất là phải tối thiểu là 2 giây. Đó, bây giờ hãy đợi để cho nó ghi xong. Hôm qua thì mình đi ngắn, mình demo cho các bạn thôi, vậy nên là cái này nó sẽ không được dài. Đó, thì bây giờ mình cũng sẽ đợi để xem mà nó sẽ ghi xong như thế nào. Chỗ này hôm qua nó còn hơi vướng nữa. Cái ghi này thì tùy thuộc vào cái máy của anh em xử lý nữa. Thế nhưng mà anh em mà cấu hình cao các thứ nữa thì nó sẽ ok. Đây, khi mà nó đã target xong được rồi, tuy nhiên thì của mình nó bị mất. Anh em cũng đừng lo lắng nhá, anh em hãy giữ lại một lần nữa để cho nó ghi lại tiếp. Đó, thì nó sẽ có thành hai cái đoạn. Và nó sẽ ghi liền nhau luôn, khi mà nó tự động cái AI nó đọc ấy, nó sẽ ghi liền nhau luôn. Anh em không phải lo lắng về điều này. Đó. Cái AI này nó sẽ tự động quét phải cái khu vực mà rõ nhất và đẹp nhất. Có nghĩa là khi mà cái chân anh em bước ở chỗ nào đẹp nhất thì nó sẽ tự động nó chọn. Đó, ví dụ như cái hình ở dưới này là có cái bước chân của mình, khi mình đang cúi đầu ấy, có khi nó sẽ lấy cái hình đấy. Rồi, ok. Và stop. Và khi mà đã stop xong thì có nghĩa nó đã checking xong. Ở đây thì nó sẽ là những cái đoạn này. Những cái đoạn mà mình checking. Đó. Ở đây thì nó sẽ có một loại là forward, static và back. Thì anh em hãy tùy chọn theo cái nhu cầu anh em. Như mình thì mình sẽ chọn cái forward, có nghĩa là cái bước chân của mình nó sẽ chuyển động. Còn cái static thì có nghĩa là chân mình nó sẽ đứng im. Đây, ví dụ nhá. Mình sẽ ấn vào preview. Đó, và bây giờ đợi để cho nó render cái video này. Ok, đó, như mình đã nói ấy, thì
đúng cái mà mình đang cúi đầu thì là nó sẽ chọn luôn. Và bây giờ thì mình sẽ cho chạy này. Đó, ví dụ như thế này. Tại vì mình đi ngắn ấy, thế nên là nó sẽ... Đó, anh em thấy chưa? Đó, anh em có thể tắt cái smoothing này đi. Tại vì là mình đi ngắn thế nên là nó quét ra quét vào chỉ được có 1 giây thôi. Nên anh em đi càng dài càng tốt nhé. Đó. Đó là hay đúng không? Ok. Anh em có thể chọn lại, tuy nhiên thì mình sẽ không cần phải chọn lại nữa. Và đó thôi. Như vậy là anh em đã có thể là hoàn thiện xong. Nếu như anh em chưa ưng thì anh em có thể edit lại. Đó. Ok, vậy là vừa rồi mình đã hướng dẫn anh em cách làm stop motion với chiếc One X2 này. Anh em thấy video vừa rồi có thú vị không? Nếu thú vị thì đừng để lại... Nếu như thú vị thì đừng quên để lại cho mình một like cũng như một subscribe nhá. Còn bây giờ thì... đi quay tiếp đây. Nhớ like nhá.